Sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng trước khi kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 diễn ra. Ngay sau khi tới thủ đô Washington dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc tiếp xúc cử tri Hoa Kỳ. Vào tối qua theo giờ Việt Nam, Thank you.